Bệnh tình của ba con đã biết rồi đó. Không lẽ con đành lòng để cho ba chết mà không gặp được Tú Tú sao? Ba, thôi ba đừng buồn nữa. Bây giờ con lột cái cam này cho ba ăn. Ba ăn hết trái cam này rồi con pha sữa cho ba uống nha ba. Rồi con sẽ nói với Tuấn Tú, nó sẽ không giận ông nội và không giận chú Kim nữa, nghe ba. Mày với cái đám đàn em của mày tìm nó đến đâu rồi? Ừ. Lần này mà tao lôi được cổ nó về, tao mà không đánh tét da nó, tao không phải là con người. Mà đừng lột da nó, má phải quỳ lại năn nỉ nó. Má nên nhớ, con Tuyết Mai bây giờ là một con Tuyết Mai lừng danh, không phải là con Tuyết Mai dính phèn như ngày xưa. Má muốn làm gì má làm. Sao anh? Nóng. Anh nóng à? Trời ơi em xin lỗi, em mới luộc xong là em lăn luôn á. Trời ơi. Em làm gì vậy? Thì anh nói anh nóng, em quạt cho anh đỡ nóng á, anh bớt chưa? Trời ơi, em bớt nóng rồi nhưng mà đau. Em thích sau này có tiền, em mở một tiệm mai lớn thiệt lớn, rồi có nhiều cái tủ kiếm bự ở trong đó, rồi chưng nhiều quần áo giả dốc đúng không? Trời đất, cái suy nghĩ đó em giấu trong đầu mà anh biết hả? Sao mà không biết? Anh là người yêu của em mà. Chuyện gì em nghĩ mà anh không biết? Bởi vậy á, sau này có chuyện gì á là không được giấu anh đó nghe. Anh biết hết đó. Chuyện gì của em anh cũng biết hết thiệt hả? Lỡ như có chuyện gì mà em giấu anh có giận em không? Chắc chắn là giận rồi. Trong tình yêu á, điều anh không tha thứ là sự lừa dối.